À, các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phần 2 Về các cái thực phẩm, đồ, ăn, uống Tiếp tục chúng ta có từ Uây à, tạo là mùi vị Ví dụ chúng ta nói là mấy ổ uây tạo là không có mùi vị gì cả Ví dụ như là dưa đón uây tạo là mùi vị Việt Nam Hoặc là chung chan, quay tạo mùi vị của uh, thức ăn uh, Trung Quốc uh, đồ ăn Trung Quốc từ tiếp theo rưa là nóng lẩn là lạnh thiên là ngọt từ tiếp theo chúng ta có từ la là cay khủ là đắng ví dụ thai khủ là đắng quá thay la là cay quá xén là mặn ví dụ thay xén là rất mặn tan là nhạt tiếp theo chúng ta có từ chiều là rượu bái chiều là rượu trắng à chúng ta có từ máu thái triều là rượu mao đài nên là một loại rượu rất nổi tiếng của trung quốc tiếp tục chúng ta có từ hay lua mì triều hay lua mì triều là rượu cẩm rượu uh, lếp cầm cẩm đen ấy. tiếp tục chúng ta có từ giáng triều là rượu tây thì tiếp theo chúng ta có từ chi suệ là nước ngọt. Chi suệ. Ví dụ chúng ta có thể hỏi Nì yào chi suệ mà. Bạn có muốn uống nước ngọt không? Tiếp tục chúng ta có từ chúy tự. Chúy tự là quýt. Ví dụ người ta ghép cái từ chúy sữa là màu, màu cam màu quýt cũng dùng từ này chú chú tự là quýt chú sợ là màu cam quýt tiếp tục chúng ta có từ thiến phỉn là đồ uống ví dụ nỉ sỉ hoan thiến phỉn bạn có thích đồ ngọt không thiến là ngọt phỉn là đồ các cái loại uh, sản phẩm ngọt tiếp tục chúng ta có từ uh, fan hô của là món tráng miệng fan hầu của là món món tráng miệng chúng ta đọc lại fan ten là khách sạn uh, fan ở đây nó ghép rất nhiều các cái từ fan ten là khách sạn hoặc là ngày xưa nó dịch là quán ăn hoặc nhà hàng. Chan quán là quán ăn. Tiếp theo chúng ta có từ chan thiên là cũng là quán ăn nhưng mà thiên này nó có mang tính chất là nhà hàng sang trọng. Tiếp tục chúng ta có từ à, bữa sáng là chảo chan. Chảo chan là bữa sáng, ủ chăn là bữa trưa, ủ chăn, bữa tối là quản chăn, hoàn chăn, bữa khuya thì người ta gọi là xiao ye, xiao ye là bữa khuya, chúng ta đọc lại xiao ye à, và đây có từ tiết, uh, ăn chay là nah. chư su chư su ăn chay là nah, có uh, lợi cho sức khỏe à, chư su tuy sân thì hiểu chen khang hoặc là gì là uh, chư su uh, tuy Chan Khan hấn hấn hảo. Chúng ta có từ tiếp theo. Chi khẩu là ăn kiêng. Chi khẩu là ăn kiêng. Trung San là đồ ăn tàu, đồ Trung Quốc, đồ ăn Trung Quốc. Tiếp tục chúng ta có từ lúa bô thang là củ cải canh củ cải lúa pô thang chúng ta đọc lại lúa pô thang tiếp theo chúng ta có từ gia vị là théo quầy leo théo quầy leo la treo là ớt la là cay đấy nhớ ghép cái từ treo này là gọi là la treo là ớt ú treo là hồ tiêu Hú treo, ví dụ uh, bột uh, tiêu thì nó chúng ta có thể nói là hú treo phẩn là bột, bột tiêu. Tiếp tục chúng ta có từ rau thơm là sen chai. sen chai. Uh, đậu phụ là tô phụ. Tô phụ. Tô phụ. tiếp tục chúng ta có từ mã liếng sủ là khoai tây mã liếng sủ là khoai tây à, trừ khoai tây này nó còn có nhiều, nhiều từ khác nữa ví dụ, thủ tâu cũng là khoai tây chúng ta đọc lại mã liếng sủ mã liếng sủ thịt là, sống là sân râu sân râu tiếp tục chúng ta có từ chín là sú hoặc là sầu ví dụ uh, phan chú sầu là có nghĩa là cơm nấu chín rồi chúng ta đọc lại sú sầu sú sầu sú còn có nghĩa là thân thuộc ví dụ những người thân thuộc là chúng ta có thể dùng từ số uh, sú phở là những cái người bạn thân tiếp tục chúng ta có cái từ món ăn là chai sư chai sư là kiểu món ăn hoặc là món ăn tiếp tục chúng ta có từ chai yếu là dầu ăn chai yếu là dầu ăn sử yếu cũng là dầu ăn chúng ta gọi sử yếu sử yếu từ tiếp theo liếng mấn yếu là dầu chanh chúng ta gọi liếng mấn yếu tiếp tục chúng ta có dầu dừa là dê tử yếu dê tử yếu dê tử là dừa yếu là dầu Tâu yếu là dầu đậu lành. Ví dụ chúng ta có thể nghe cái từ đầy đủ của nó là, là quáng tâu yếu, có nghĩa là dầu đậu lành. Tiếp tục, chúng ta có từ dầu lạc, đó là hoa sân yếu, hoa sân yếu, hoa sân yếu. Tiếp tục chúng ta có từ sen yếu là dầu mè, cản lán yếu là dầu ô liu, chứ u yếu là dầu thực vật, chiên chư yếu là dầu tinh tế tinh chế, chư má yếu là dầu mè, dầu vừng, chư má là mè là vừng, các bạn thân mến và của chúng ta hôm nay đến đây là hết xin uh, thân ái chào tạm biệt các bạn hẹn các bạn nào video clip sau